Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một lô đất ở phường Thạnh Xuân, quận 12. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 30m và chiều sâu là 35m, tổng diện tích là 1.072m2, được chào bán với giá là 2.700.000 một m2. Lô đất của chúng ta thì có sổ đỏ riêng. Vị trí lô đất là nằm ở phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất của chúng ta thì bị quy hoạch cây xanh, vì thế chúng ta không thể xây dựng được. Nhưng chúng ta có thể cắt một căn nhà lá, chăn nuôi và đào ao thả cá, làm nhà mát nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần thì rất là ok. Từ vị trí lô đất của chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng hơn 12 km, và về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mất hơn 14 km, và đường vào lô đất của chúng ta là đường xe máy. Và đây là đường thực tế vào lô đất của chúng ta, đường có chiều ngang khoảng 3m, xe máy thì vào ok. Phúc cũng xin nhắc lại, lô đất của chúng ta bị quy hoạch cây xanh, vì thế chúng ta có thể cắt nhà lá, đào ao thả cá, chăn nuôi, trồng cây thì ok. Và diện tích của lô đất là 1.072m2, được chủ chào bán với giá là 2.700.000 một m2. Và đây là cảnh chiều sâu của lô đất, có chiều dài là 35m và chiều ngang của lô đất chúng ta là 30m, ôm theo một con đường đất đỏ có chiều ngang là 4m. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp lô đất, và chúng ta sẽ được gặp trực tiếp với chủ làm việc về giá cả. Đây là chiều ngang của lô đất, được chủ cắm những trụ bê tông, và đây là trụ bê tông cuối cùng của lô đất. Và chiều ngang của lô đất ôm theo đường đất đỏ có chiều dài là 30m. Lô đất của chúng ta thì cao ráo, không bị ngập úng gì hết nha. Nếu quý anh chị quan tâm tới một lô đất để mà lập vườn, trồng cây và thả cá thì đây là một lô đất có lẽ là giá rẻ nhất ở quận 12, chỉ với 2.700.000 một m2 thôi. Phía trước chúng ta là một con kênh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong lô đất. Lô đất rất là cao ráo nha, không bị ngập úng gì hết. Xung quanh lô đất thì được chủ trồng một ít cây cao, một ít cây dừa và một số cây thala. Chị quan tâm tới lô đất thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.